Xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà xịn Minh Tránh của em Hương Ú. Và hôm nay salon em Hương sẽ gửi đến cho quý anh chị mình một mẫu nhà, một trệt, một lẫn hai phòng ngủ và một khu vực không gian nhà vệ sinh với một cái diện tích ngang năm dày vào á thì tới tận là 10 mét, nằm trong một con đường dân cư thì ở cũng rất là đông rồi, đường thông hai hướng, được tọa lạc là ngay đường cộng đồng Lộc Hậu, ngay chỗ đường 835. Quý anh chị mình chạy vào đối diện là trường học Nguyễn Đình Chiểu, quý anh chị mình chạy vào thì chỉ có vài trăm mét thôi, dân cư thì ở cũng rất là đông rồi anh chị nhá. Cái mẫu nhà này thì diện tích của nó là ngang của nó là 5, dài vào á là 10, mà bên Hương á xây bạn quay phim tới đây luôn ha. Xây trong nhà mình là chỉ có 4 mét thôi. Mình sẽ chừa một cái đường đi bên hông. Đó, cái đường đi bên hông cho quý anh chị mình luôn. Để mình về mình có trồng cây kiểng hay là mình phơ đồ, phơ đạc hay là có con em nhỏ nó thích chạy giỡn thì có nhiều sân, không gian rộng cho nó chạy giỡn vui đùa. Hàng rào thì bên Hương cũng đã làm bao bọc lại hết rồi. Ở đây thì cũng làm mái tôn, mái hiên. Hướng nhà của mình á thì Hương sẽ chọn nói hai hướng ha. Thì quý anh chị mình thợp mình theo cái phong thủy mình thích cái hướng nào thì mình nói là hướng đó. Cái hướng mặt dẫn này điện chỉ ra thì sẽ là cái hướng đông bắc, và cái hướng cửa phụ này nè mình đi vô sẽ gọi là cái hướng đông nam. Đó, có hai hướng luôn anh chị. Mẫu nhà ngày hôm nay sẽ tặng full toàn bộ nội thất cơ bản cho quý anh chị mình. Đây là cái khu vực không gian phòng khách nè. Cái lớp cửa bảo vệ thứ hai sẽ là cái lớp cửa bằng sắt sơn tĩnh điện và kính cường lực. Giá tổng của ngôi nhà mình là 770 triệu đã có sổ hồng. Và sổ của mình là sổ đồng, sổ hữu anh chị ha. Sử dụng chung thửa đất, nhà thì mình sử dụng riêng. Mình đi công chứng ủy quyền tại văn phòng công chứng nhà nước. Hương thấy cái mẫu nhà này mà gia đình mình có thành viên tầm khoảng là từ 2 đến 4 người. Và sinh sống rất là thoải mái nữa, rộng rãi lẫn ngang, nó có chiều ngang tới 5 mét lận anh chị nha. Đây là khu vực không gian phòng khách nè. Tặng là bộ ghế sofa, phía sau bộ ghế sẽ là một cái bức tranh 3D và cái cầu thang mình bước lên là một cái gác lửng, trên đó sẽ có thêm một cái phòng ngủ. Mình làm căn góc nên mình sẽ mở được thêm cái cửa sổ ở đây nữa, rất là mát. Và ở đây thì sẽ có một cái phòng ở dưới nè. Có nhiều khách hàng hay tìm một ngôi nhà mà có cái phòng ở dưới, mình không thích bước lên cầu thang thì đây là quá rộng rãi cho quý anh chị luôn. Ở trên thì mình sẽ làm là la phong anh chị ha. Rồi, mình tiến về đây thì sẽ là một khu vực không gian bếp. Không gian bếp có một cái cửa hông đi cho quý chị mình luôn. Nhà rộng rãi thích quá trời luôn anh chị. Cho quý anh chị mình về đây sinh sống mà có nuôi thú cưng đồ đó cũng rất là thoải mái nè, rộng rãi luôn. Hoặc là trồng cây kiểng đồ. Ở đây thì sẽ khu vực bếp nè, sẽ có mình là tủ bếp trên và tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương, bột inox 304, không gian nấu nước ướp lát sạch sẽ. Và đây sẽ cho quý anh chị mình là một cái khu vực không gian vệ sinh, trong đó thì vẫn đầy đủ thiết bị cho quý anh chị mình sinh hoạt rồi ha, không thiếu gì hết. Ở đây thì đầy đủ tiện nghi cho quý anh chị rồi ha, như là trường học, bệnh viện, ngân hàng, chợ vân vân, trong vòng bán kính là 500m là sẽ đụng đầy đủ hết cho quý anh chị mình luôn. Và cái hướng này sẽ cho quý anh chị mình bước lên trên, cầu thang thì sẽ là bằng sắt. Quý anh chị xem đây rồi nhớ đăng ký kênh cho Hương nha. Và mình muốn đi xem nhà thì cứ liên hệ trực tiếp cho Hương. Hương sẽ gửi thông tin vị trí qua cho quý anh chị, hoặc là mình có thể đi đến ngã tư Gia Bảo trên trục đường của quốc lộ 50. Còn mình nếu như mình biết trường học Nguyễn Đình Triểu luôn thì cứ đi đến đó liên hệ cho Hương Ú. Hương Ú sẽ ra đón quý anh chị mình vào khảo sát thực tế. Giờ thì mình di chuyển cùng Ú tiến lên khu vực không gian gác lửng để mình khám phá tiếp ạ. Đây là cầu thang mình bước lên, gác lửng cũng trang trí nhấn nhá cho mình. Và ở đây là cái phòng. Ồ, phòng cũng rộng quá anh chị. Trần nè thì vẫn là trần đóng la phong ha. Có cũng có cửa sổ bên đây nè, thoáng mát của trời cho gia đình mình luôn. Giờ thì quý anh chị mình di chuyển cùng Hương Ú tiến về khu vực không gian nhà dưới nha. Nãy giờ thì em Hương Ú cũng đã quay sơ cái mẫu nhà ngày hôm nay cho quý anh chị tham khảo rồi. Giờ thì em xin trao đổi lại nhà mình với một cái diện tích là ngang 5m, dài vào thì tới tận là 10m. Hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, có sân trước và sân bên hông, căn góc thoáng mát vô cùng. Giá tổng của nó đúng là 770 triệu, đã có sổ hồng và sổ của mình là đồng sở hữu ha. Vẫn mua bán bình thường, mình ở mình mua bán bình thường, chỉ có một cái là mình vay ngân hàng không được thôi. Quý chị có đi xem mẫu nhà ngày này á thì em Hương Ú hẹn quý anh chị mình là ngay chỗ ngã tư Gia Bảo, hoặc là mình đi đến trường học Nguyễn Đình Chiểu trên trục đường quốc lộ 50 liên hệ cho Hương Ú ra đón quý anh chị nha. Nhà mình thì nằm trong con đường á là bên hông trường học Nguyễn Đình Chiểu, có hẻm chạy vô thì cái tên đường của nó là cộng đồng Lộc Hậu anh chị ha. Từ qua đầu đường Nguyễn Đình Chiểu 835 chạy vào đây thì chỉ có vài trăm mét thôi, đường xá rộng rãi lắm, dân cư thì ở cũng rất là đông vui rồi. Và giờ thì em Hương Ú cũng xin được phép kết thúc video tại đây, cũng chúc quý anh chị mau tìm được căn nhà ưng ý.